cũng như quán đất, nước, gió, lửa, quán xanh, vàng, đỏ, trắng ở cùng khắp mười phương hư không đều là giả quán. Muốn được tám bối xả, hành giả trước đó phải tu bốn vô sắc định. Các bậc sa môn do tu tám bối xả nên tuy thường duyên sắc mà chẳng hề chấp tướng sắc. Vì sao? Vì biết sắc tướng thanh tịnh biến khắp cả mười phương hư không. Hỏi: tám bối xả và bốn vô sắc định khác nhau như thế nào? Đáp: phàm phu được bốn vô sắc định tự cho là mình đã đắc pháp rồi nên chấp chặt quả vị ấy. Còn các vị thánh hiền khi đã được bốn sắc định rồi liền xả. Vì sao? Vì biết đó cũng chỉ là dư tàn của thức mà thôi. Như vậy, người tu tám bối xả tuy đã được đầy đủ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ rồi, đều xả tất cả. Lại quán ngược lại với diệt thọ tưởng định nên gọi là diệt thọ tưởng bối xả. Hỏi: vì sao không gọi vô tưởng định là tưởng xả? Đáp: người chấp tà kiến, không tu các pháp bối xả mà thẳng vào trong định, cho đó là niết bàn, trú chấp nơi đó nên bị đọa. Về sau nếu biết mình sai lầm sẽ sanh tâm luyến tiếc. Riêng vô tưởng định thì không bị đọa. Phàm phu do còn kiến chấp nên không được tám bối xả. Vì sao? Vì do nhàm chán sự náo loạn mà muốn tìm sự an lạc trong định, rồi lại tưởng mình đã thân chứng niết bàn vậy. Người tu tám bối xả quán nội và quán sắc tướng như sau. Về quán nội sắc: quán nội sắc xấu hay tốt, quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít. Quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít, bất kể, không còn biết đến sắc xấu hay tốt nữa. Về quán ngoại sắc: quán phân biệt các màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Quán phân biệt màu nhiều, màu ít. Quán không phân biệt màu nhiều, màu ít. Quán chẳng cần biết đến các màu nữa. Quán như vậy lâu ngày sẽ dẫn đến định, khiến được như như, tịch tịch. Tuy nhiên, người tu cần phải biết rõ, nếu quán nội sắc nhiều, ngoại sắc ít, thấy nội thân bất hoại, thì đó gọi là quán ít, thiểu quán. Do vì thiếu duyên quán nên pháp tu chưa được tăng trưởng. Nếu duyên quán nhiều thì đó là quán nhiều, đa quán. Người sơ học quán như vậy sẽ khó được nhiếp tâm. Lại có người quán thân tướng bất tịnh, quán nội thân lẫn ngoại sắc đều do các thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp duyên khởi tác thành, rồi nương theo các tướng mà quán. Lại có người quán ngoại sắc bất tịnh, cho đó là xấu, sau đó hoặc do lãng quên, hoặc do hối tiếc, trở lại quán ngoại sắc, đó là thanh tịnh, là tốt. Phải nên biết rằng, nếu hành giả nhiếp cả thân lẫn tâm vào một chỗ nơi ngoại sắc, thì thường xảy ra hai biến chứng, đó là thường hay sanh dâm dục, hoặc thường hay sanh sân nhuế. Trái lại, người tu hành quán sắc đoan chánh nên không sanh tâm dâm dục, và ở nơi sắc cũng không sanh tâm sân nhuế. Vì sao? Vì đã rõ biết thân do bốn đại duyên hợp tạo thành, chỉ ví như bọt nước chẳng có bền chắc. Bởi vậy nên dù ở nơi cảnh tốt đẹp hay xấu xa, hành giả vẫn an trú, ở nơi cảnh bất tịnh cũng vẫn an nhiên tự tại. Đây là do đã đoạn sạch kiết sử, đã hàng phục được hết các phiền não nên mới được cảnh thù thắng, được thắng xứ vậy. Hỏi: làm thế nào người tu hành có thể quán cả nội sắc lẫn ngoại sắc được? Đáp: vì tám thắng xứ đã thâm nhập nội tâm nên khi thấy nội thân bất tịnh thì đồng thời cũng thấy được ngoại sắc bất tịnh. Quán nội thân bất tịnh có hai cách: quán 36 thứ dơ bẩn ở nơi thân đều bất tịnh cả. Quán thân này, sau khi da thịt tan rã, lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại rồi,
thì chỉ còn bộ xương trắng mà thôi. Phải nên biết, quán 36 thứ dơ bẩn nơi thân là quán xấu, xú quán. Còn quán bộ xương trắng như vỏ ốc là quán tốt, hảo quán. Trong A Tỳ Đàm nói, hành giả quán thân sau khi chết sẽ bị đem đi chôn vùi dưới đất, hoặc đem đi hỏa thiêu, hoặc bị côn trùng rút rỉa, nên quán thấy toàn là đất, toàn là lửa, toàn là côn trùng, chẳng có thấy thân nữa. Hành giả được giải thoát vì đã quán ở bên trong chẳng có sắc, ở bên ngoài thì sắc chẳng có hoại. Lại nữa, khi quán thân là xương trắng, bạch cốt rồi, nếu để tâm duyên nơi khác thì phải liền nhiếp tâm về bộ xương trắng. Từ nơi pháp quán này, hành giả quán thấy toàn cõi diêm phù đề cũng chỉ toàn là xương trắng, nên chẳng còn phân biệt tướng nam, tướng nữ. Ở nơi tướng nam cũng như tướng nữ đều thấy được tướng tinh khiết. Quán như vậy nên được thắng xứ. Đây cũng giống như người cưỡi ngựa, nếu kềm chế được ngựa gọi là thắng, cưỡi ngựa phá được quân giặc gọi là thắng. Cũng như vậy, người tu hành dùng pháp quán bất tịnh mà phá được năm dục nên gọi là thắng vậy. Hỏi: quán xanh, vàng, đỏ, trắng nơi các thắng xứ và quán xanh, vàng, đỏ, trắng nơi các nhất thế nhập có gì khác nhau? Đáp: trong khi quán tất cả màu xanh mà hành giả duyên tất cả màu xanh là thanh tịnh, thù thắng thì được thắng xứ. Khi đã được thắng xứ rồi, hành giả lại duyên màu xanh cùng khắp thì được nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Quán vàng, đỏ, trắng cũng là như vậy. Tóm lại, khi tám bối xã và tám thắng xứ được duyên đầy đủ rồi mới gọi là nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Hỏi: vì sao vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ lại không được gọi là nhất thế xứ? Đáp: khi tâm được tỏ rõ, an ổn, khoái lạc rồi thì tướng tâm rộng lớn vô biên. Phật dạy, trong hết thảy xứ đó đều có thức duyên hết thảy các pháp, trong hết thảy pháp đó đều thấy thức duyên rõ ràng nên được gọi là nhất thế xứ. Vô sở hữu xứ chẳng được như vậy nên không được gọi là nhất thế xứ. Còn phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thì tâm rỗng lặng, khó thủ được tướng rộng lớn nên cũng không được gọi là nhất thế xứ. Hư không vô biên xứ ở gần sắc xứ hay duyên sắc, thức vô biên xứ cũng hay duyên sắc. Khi khởi thức vô biên xứ hay siêu nhập vào tứ thiền, tứ thiền khi khởi cũng hay siêu nhập vào thức vô biên xứ. Bởi vậy nên hư không vô biên xứ và thức vô biên xứ đều được gọi là nhất thế xứ. Trái lại, vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ xa rời sắc và không nên chẳng được gọi là nhất thế xứ. Chỉ có ba bối xã thứ nhất, thứ hai và thứ ba có vận hành duyên xứ nên có thắng xứ và có nhất thế xứ. Ví như tu bối xã thứ nhất và thứ hai là tu bối xã mà có thắng xứ ở sơ thiền và nhị thiền, tu tịnh bối xã tức là bối xã thứ ba có được bốn thắng xứ dẫn đến nhất thế xứ. Khi vào được trong tứ thiền rồi thì nhiếp được hai thắng xứ là không xứ và thức xứ. Thức xứ cũng nhiếp được ba bối xã cùng tám thắng xứ. Bảy bối xã đầu đều có duyên dục giới, riêng bối xã thứ tám do duyên vô sắc giới và vô lậu pháp nên có diệu công đức ở nơi căn bản thiện. Vì sao? Vì vô sắc giới vốn không có duyên hạ địa, nên khi vào được diệt thọ tưởng định thì chẳng còn có tâm và tâm sở pháp. Do vậy mà không có duyên phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tu bối xã ở nơi đây chỉ duyên bốn vô sắc ấm và vô lậu pháp mà thôi. Hỏi: thế nào gọi là chính thứ đệ định? Đáp: người tu hành thứ lớp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không vô biên xứ định
thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, dẫn đến vào diệt thọ tưởng định. Mà không để cho các tạp tâm xâm nhập, tu thứ lớp như vậy gọi là tu chính thứ đệ định. Hỏi: tu các pháp môn khác cũng có thứ đệ, sao chỉ nói đến chính thứ đệ định mà thôi? Đáp: vì công đức của chính thứ đệ định chẳng có gián đoạn, hành giả phải thứ lớp tu lên dần, chẳng bao giờ cho các tạp niệm xen vào. Tu chính thứ đệ định được thân tâm an định, trí huệ tăng trưởng. Người tu hành tự biết mình đã vào được sơ thiền, rồi thứ lớp vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ thiền, vân vân, chẳng cho bất cứ một niệm nào khác xen vào. Do vậy mà được nhất tâm tinh tấn huân tập và tăng trưởng các công đức. Dùng tâm nhu nhuyến đoạn các ác pháp. Ở nơi tâm niệm, hành giả thấy rõ từng niệm một, biết rõ các niệm là hữu lậu hay là vô lậu. Người tu thiền nếu chưa đạt được chỗ này là chưa có được tâm kiên cố vậy. Các bậc thánh hiền đều đã được như vậy, nên được tâm kiên cố, vững mạnh, thành tựu vô lượng công đức. Đến đây, 8 mối xả, 8 thắng xứ, 9 thứ đệ định và 10 nhất thế nhập đã được trình bày xong. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, cửu tưởng, chính quán tưởng về thay người chết. Kinh: cũng được đầy đủ chính pháp quán tưởng về thay chết, là tưởng thay sình chương, tưởng thay bị nứt nẻ, tưởng máu mủ ứ động nơi thay, tưởng thay rụt rã, tưởng thay màu xanh chàm, tưởng thay bị dòi bọ rút rỉa, tưởng thay tan nát, tưởng thay còn lại đống xương trắng, tưởng thay bị thiêu thành tro. Luận: hỏi: người tu hành phải quán chính tưởng ấy để ly dục rồi mới vào thiền định, hay là được các thiền định rồi mới quán chính tưởng ấy? Đáp: trước phải tán thán các phước báo để người mới vào được hoan hỷ, sanh tính tâm thanh tịnh, rồi sao mới dạy cho họ quán chính tưởng này? Hỏi: quán chính tưởng có hiệu lực như thế nào? Đáp: người tu hành trì giới thanh tịnh mới dễ thọ quán chính tưởng này. Khi quán thấy người chết cứng lạnh, bất động, bặt dứt hơi thở, rất đáng ghê rợn, người tu hành sanh tâm nhàm chán,